Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Người dân Hồ Động Đình kể cảnh mái nhà biến thành đảo biệt lập giữa dòng lũ. Theo thống kê từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, vụ vỡ đê Hồ Động Đình hôm 5 tháng 7 đã khiến ít nhất 47,64 km vuông đất bị ngập lụt với mực nước sâu trung bình là 5 mét. Các phóng viên Trang Đinh Đoan Xin Quân hôm 7 tháng 7 đã có mặt tại khu tái định cư do chính quyền Trung Quốc lập cho nạn nhân sau vụ vỡ đê Hồ Động Đình. Nơi đây vốn là một trường học trong huyện Hoa Dung thuộc tỉnh Hồ Nam, hiện là chỗ cư trú của hơn 700 người, trong đó có bà Dương Hồng đến từ thôn Đoàn Đông. Vào 15 giờ chiều ngày 5 tháng 7, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn Đoàn Đông nhận thông báo nhanh chóng đi sơ tán. Tôi nghe nói tình hình đê bên hồ Động Đình nằm cách thôn tôi vài ngôi làng đang nguy cấp. Do trong nhà có người già không tiện cho việc di chuyển nên tôi tạm thời ở lại trong thôn. Ai ngờ chưa tới tối mà nước lũ đã tràn về, bà Dương kể lại tình cảnh khi đó. Do nhà bà Dương nằm ở khu trũng của thôn nên khi lũ tràn về thì mực nước nhanh chóng dâng cao hơn 3 mét. Gia đình bà đành phải trèo lên mái nhà và cố thủ ở đó. Dương nói rằng, mái nhà bà khi đó nhìn giống như hòn đảo biệt lập bị lũ vây quanh. Sau đó, chính quyền địa phương đã điều lực lượng cứu hộ tới thôn Đoàn Đông để sơ tán người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, trong đó có gia đình bà Dương. Hai người con trai của tôi đều đi làm ăn xa, sau khi nghe tin dữ đã gọi điện về, chúng tôi đều nói muốn quay về nhà, nhưng tôi ngăn lại và nói rằng, dù có về thì nhà bị ngập cũng không thể ở được. Cả gia đình hiện ở khu tái định cư nên các con đừng lo lắng. Bà Dương nói. Dương kể tiếp. Thiên tai xảy ra đột ngột, khiến bà và người thân không kịp sơ tán đàn gia súc. Ngoài ra, hơn 40 mẫu đất trồng đậu nành vừa khai hoa cũng bị lũ nhấn chìm. Dù vậy, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng, chúng tôi vẫn cần khôi phục mọi thứ, cần xây dựng lại tổ ấm của mình. Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào chiều ngày 7 tháng 7 đã tổ chức họp báo về tình hình vỡ đê bên Hồ Động Đình. Phó tỉnh trưởng Hồ Nam, quan chức Trương Nghênh Xuân cho biết các lực lượng cứu hộ đã di rời hơn 7.680 người từ vùng thiên tai tới nơi an toàn. Rất may, chưa có ghi nhận thương vong về người do lũ gây ra. Vào 23 giờ đêm ngày 6 tháng 7, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành lấp lỗ thủng trên đê hồ Động Đình. Tới chiều ngày 7 tháng 7, chúng tôi đã lấp hơn 80 m trên đoạn nứt đê. Dự kiến, việc vá đê sẽ hoàn tất trước trưa ngày 9 tháng 7, bà Trương cho hay. Thưa quý vị, những người dân sống ở huyện Hoa Dung trong địa phận thành phố Nhạc Dương ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kể rằng trận lũ xảy ra hôm ngày 5 tháng 7 sau khi đê hồ Động Đình bị vỡ đã khiến họ phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tới nay, họ vẫn chưa hết bằng hoàng về những hậu quả của trận lũ do vỡ đê ở hồ Động Đình gây ra. Sau khi nhận được lệnh sơ tán trong ngày 5 tháng 7, chúng tôi đã cố gắng chuyển tài sản càng nhiều càng tốt tới khu vực an toàn. Vì phải lo chuyển đồ đạc tránh lũ nên một số người dân trong thôn không tới được khu tái định cư do các cơ quan chức năng lập ra mà phải ở tạm trong những túp lều tự dựng, một số người dân kể với phóng viên Tờ Nhật Báo Công Nhân Trung Quốc. Trong lúc sơ tán thì thôn của chúng tôi mất điện nên chúng tôi đã cố gắng di chuyển mọi thứ trong bóng tối. Trong nhà tôi có 800kg thóc đang cất giữ trong kho bởi không có thời gian gì rời mà tôi chỉ đành nhìn số thóc đó bị nước làm hỏng. Ngoài ra, hai chiếc điều hòa và hai chiếc tivi trong nhà tôi cũng bị dòng lũ nhấn chìm. Ông Diệp Toàn Trung, 70 tuổi, sống tại thôn Đoàn Tây, thuộc huyện Hoa Dung kể lại. Một người dân khác tên là Hoàng Tân Đức cho biết, ông này do phải đưa cha mẹ mình tới nơi an toàn nên đã không kịp sơ tán tài sản chạy lũ. Ngôi nhà mái đỏ nằm ở đằng xa kia chính là nhà tôi. Cha mẹ tôi năm nay hơn 80 tuổi nên tôi chỉ đành đưa cha mẹ đi lánh nạn. Đồ đạc cơ bản đều còn trong nhà, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh đều không chuyển đi được, ngay cả quần áo cũng chẳng mang được gì, ông Hoàng cho biết. Khi được phóng viên hỏi rằng các nạn nhân mất hết đồ đạc do lũ thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống ra sao, một người dân thôn Đoàn Tây nói rằng họ đã được các cơ quan chức năng phát lương thực. Trong khi đó, tình hình cuộc sống của những người dân đến được khu tái định cư do các cơ quan chức năng Trung Quốc lập ra có vẻ khả quan hơn khi họ được nhiều thanh niên tình nguyện sắp xếp cho nơi ăn trốn ở. Theo thông tin được trang Sina công bố đêm ngày 6 tháng 7, vụ vỡ đê hồ Động Đình tại tỉnh Hồ Nam đã khiến ít nhất 47,64 km vuông đất xung quanh hồ bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, hàng nghìn nhân viên cứu hộ của nước này đang chạy đua với thời gian để ra cố đê ở hồ Động Đình sau khi xảy ra sự cố vỡ đê hôm ngày 5 tháng 7. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp MM của Trung Quốc cho biết, 350 chuyên gia của cơ quan này cùng 1.400 nhân viên tới từ Cục Cứu Hỏa và Cứu Hộ Quốc gia Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường xảy ra vỡ đê để ra cố bờ kề cũng như sơ tán người dân sống trong khu vực thiên tai tới nơi an toàn. Ít nhất 5.750 người dân sinh sống tại huyện Hoa Dung, cạnh Hồ Động Đình, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dù đang có chuyến công du nước ngoài, đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Hồ Nam nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống lũ lụt cũng như cứu trợ thiên tai. Đồng thời, một số ban ngành có liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống. Theo thông tin cập nhật vào sáng ngày 7 tháng 7 từ trang tin ThePaper.cn, đoạn đê bị vỡ ở Hồ Động Đình hiện có chiều rộng khoảng 65 mét. Trước mắt, công tác gia cố bờ kè vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Đê hồ Động Đình ở Trung Quốc vỡ lớn, nước nhấn chìm nhiều nhà cửa. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, hàng nghìn nhân viên cứu hộ của nước này đang chạy đua với thời gian để gia cố đê ở hồ Động Đình sau khi xảy ra sự cố vỡ đê hôm ngày 5 tháng 7. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp MM của Trung Quốc cho biết, 350 chuyên gia của cơ quan này cùng 1.400 nhân viên tới từ Cục Cứu Hỏa và Cứu Hộ Quốc gia Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường, xảy ra vỡ đê để gia cố bờ kề cũng như sơ tán người dân sống trong khu vực thiên tai tới nơi an toàn. Ít nhất 5.750 người dân sinh sống tại huyện Hoa Dung, cạnh Hồ Động Đình, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù đang có chuyến công du nước ngoài, đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Hồ Nam nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống lũ lụt cũng như cứu trợ thiên tai. Đồng thời, một số ban ngành có liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống. Theo thông tin cập nhật sáng ngày 7 tháng 7 từ trang tin The Paper .cn, đoạn đê bị vỡ ở hồ động đình hiện có chiều rộng khoảng 65m. Trước mắt, công tác gia cố bờ kề vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành